nhiều đồ đẹp quá mà ở xa chỉ dám xem thôi chứ không dám chốt vì sợ à, vâng à, đây có lẽ là một cái nỗi niềm một cái sự e dè và cái chăn trở cái trở ngại của rất nhiều bác à, ở xa mà khi à, xem sản phẩm qua online à, thực ra thì cũng vẫn có rất nhiều bác mà ở xa không có điều kiện đến cửa hàng thì các bác vẫn có thể là đặt ship về tận nơi bình thường à, và các bác không biết đây thôi thì phần lớn À, chiếm đến 90% thì các sản phẩm của em Dũng Trần khi giao lưu trao đổi thì đều là ship hàng qua các tỉnh là chính, tức là ship vận chuyển là chính, còn chỉ 10% các bác à, à, có điều kiện đến trực tiếp cửa hàng thôi. Đó và nhân tiện cái à, bình luận của bác đó thì em sẽ à, chia sẻ cái quy trình tư vấn và đặt hàng à, của các bác ở xa tại shop của em Dũng Trần để các bác nhà mình có thể hiểu hơn các bác nhé. Đầu tiên thì khi các bác tham khảo các sản phẩm ở kênh xong thì sau đó em sẽ gửi tiếp tục hình ảnh của sản phẩm và tư vấn rất là kỹ ở trong Zalo lại một lần nữa. Và sau khi chốt sản phẩm xong và không có vấn đề gì nữa rồi thì em sẽ tiếp tục mới tiến hành đến thủ tục mua bán. Rồi và bước tiếp theo sẽ là kiểm tra xác minh lại một lần nữa về sản phẩm và sẽ kiểm tra và lau lia vệ sinh trước khi gửi đi cho toàn thể các bác và một bước quan trọng ngay sau đó nữa là mỗi một sản phẩm gửi đi thì đều sẽ được kèm một phiếu mua bán cam kết về sản phẩm và bên cạnh đó sẽ là những phụ kiện tặng kèm như là khăn lau chai rửa kính và tua vít chuyên dụng và tiếp theo sẽ là những cái cuộn xốp chống sốc để trong quá trình vận chuyển thì tránh bị xô lệch và làm ảnh hưởng đến cái tình trạng của cây kính phía bên trong và như vậy là đây là một hộp hàng hoàn thiện xong khi gửi cho các bác. Và sau cùng là khi mà gửi đi thì em sẽ dán tem niêm phong và với thương hiệu của em Dũng Trần là trên mép hộp như thế này. Thì đây là những cái tem mà thiết kế riêng của shop, vậy nên là rất khó có thể nhái. Và khi mà nhìn thấy những cái tem như thế này thì các bạn shipper cũng như trong quá trình vận chuyển thì các bác sẽ nhìn thấy sẽ rất là ngại bởi vì có cái logo riêng cá nhân của shop, vậy nên là sẽ loại bỏ ngay cái ý nghĩ cái hành vi là cháo hàng để đảm bảo khi các bác nhận hàng được thì tránh cái hành vi cháo hàng. Đó thì đây là cũng là một trong những cái bước rất quan trọng mà em à, gửi đi à, đến toàn thể các bác. Và cái quyền lợi khi các bác à, nhận hàng ở xa là em sẽ hỗ trợ bao cước vận chuyển cho toàn thể các bác mà các bác không cần phải uh, trả cước uh, vận chuyển nữa. Và thứ hai là em sẽ hỗ trợ đổi trả trong vòng 3 ngày đầu. Uh, nếu như các bác nhận hàng mà các bác uh, đeo kính thấy bị to hay bị nhỏ, tức là vì các bác không đến được tận nơi nên là cái việc mà đeo vừa hay không thì uh, cũng không thể biết được nên là khi các bác nhận hàng mà nếu trường hợp mà bị to quá hay nhỏ quá thì em vẫn sẽ hỗ trợ đổi trả cho các bác một cái sản phẩm nó vừa với khuôn mặt À, trong vòng 3 ngày đầu hoặc là khi mà trong quá trình vận chuyển mà à, có cái một cái sơ xuất trong quá trình vận chuyển bên giao hàng hoặc là bị lỗi ví dụ như là bị xước hay bị bể hay bất kỳ một lý do nào đó mà không đúng khi mà các bác kiểm tra khi các bác mà đã à, như em Dũng trần tư vấn thì em hoàn toàn cũng đều hỗ trợ cho các bác đổi trả mà không mất bất kỳ một cái khoản phí nào đó thì làm sao để đảm bảo quyền lợi cho các bác một cách tối đa đó, và cái cách thức mà đặt hàng thì khi các bác mà đã yêu thích sản phẩm và các bác chọn sản phẩm được rồi Thì em sẽ hỗ trợ nhận 10% cọc giá trị sản phẩm của sản phẩm Ví dụ như sản phẩm 5 triệu thì em sẽ nhận cọc của các bác là 500 ngàn Để làm sao mà đảm bảo được cái chất lượng của cái cuộc giao lưu Và cũng như đảm bảo được cái trách nhiệm khi các bác đặt hàng để em có cơ sở em gửi hàng đi Vậy thôi, còn khi nào mà các bác nhận hàng thì các bác kiểm tra xong Các bác mới phải thanh toán cái số còn lại À, và với những bác nào ở xa ví dụ như là miền Trung, miền Tây, miền Nam thì em sẽ hỗ trợ là ship nhanh uh, cho toàn thể các bác qua đường bưu điện. Còn nếu như các bác nào ở bán kính uh, lân cận Hà Nội ví dụ bán kính khoảng tầm uh, trong vòng 300 m uh, 300 km thì em sẽ hỗ trợ gửi xe cho toàn thể các bác. Nếu như các bác cần gấp là trong ngày là các bác đều có thể nhận được đồ bình thường. Đó, còn nếu như uh, các bác không cần gấp thì em sẽ vẫn uh, gửi theo cái đường bưu điện uh, như bình thường uh, giống như các bác khác. Đó, thì đó chính là toàn bộ những cái quy trình à, tư vấn đặt hàng và những cái quyền lợi mà các bác khi ở xa các bác mà các bác sẽ nhận được mà khi đặt hàng, đặt kính, đặt đồng hồ tại shop của anh Dũng Trần. À, như vậy là đã đủ để làm cho các bác nào mà vẫn còn lăn tăn, vẫn còn e dè khi đặt hàng qua online để các bác thấy yên tâm chưa ạ? À, thực tế thì bây giờ những cái cuộc những cái cuộc đặt hàng, những cuộc giao lưu qua online thì bây giờ nó cũng đã thuận tiện và dễ dàng và minh bạch hơn rất là nhiều rồi. Vậy nên là các bác cũng có thể hoàn toàn yên tâm và đặc biệt khi giao lưu với anh Dũng Trần thì các bác hoàn toàn yên tâm 100%. Em sẽ hỗ trợ các bác một cách uh, nhiệt tình và hỗ trợ các bác làm sao tối ưu nhất có thể để đặt cái quyền lợi của các bác lên hàng đầu thì các bác hãy cứ tin tưởng đặt niềm tin về em dũng trần một lần đi xem sao phải không ạ à, vâng và hẹn toàn thể những bác nào mà chưa giao lưu với em dũng trần và vẫn còn e rè uh, đặt hàng qua online thì các bác hãy thử đặt niềm tin về em dũng trần một lần đi và hẹn toàn thể các bác một ngày không xa giao lưu với em dũng trần các bác nhé và các bác uh, À, đừng quên trước khi kết thúc video thì các bác hãy nhấn like và đăng ký kênh để mỗi lần em Dũng Trần lên các sản phẩm mới thì các bác đều nhận được thông báo về máy. Xin chào và cảm ơn toàn thể các bác.